Ê ơi, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Sun Studio. Và lại là hai bọn mình đây. Tiếp tục trong cái series cãi nhau của chúng mình ý, thì hôm nay chúng mình lại đem hai chiếc máy mà đang được đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại, đó là iPhone 11 và iPhone XS Max ra để xem rằng đâu sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng mua nhất ở trong tầm giá đâu đấy khoảng 14, 15 đúng không nhỉ? Tầm đấy. Thế thì bây giờ thì intro cái nhá. Đầu tiên khi mà nói về thiết kế thì em cảm thấy rằng iPhone 11 là một chiếc máy cân đối hơn. Tại vì máy sẽ có phần cụm camera này, nó không quá lồi. Thế nên là khi mà em đặt xuống mặt bàn em cũng sẽ một phần để yên tâm hơn so với việc đặt cái cụm camera ở trên iPhone XS Max. Vốn dĩ nó đã khá là kênh và nó rất là dễ xảy ra hiện tượng là bị chảy xước cái phần cụm kính camera, nhìn nó mất tính thẩm mỹ khá là khó chịu đấy. Và nếu như mà xét về cái khoản mà sử dụng về lâu về dài thì thường người dùng Việt Nam chúng ta hay có cái xu hướng là sử dụng máy xong xong bán máy đi ý. Thì con iPhone XS Max nếu như mà xảy ra trường hợp đấy nó khá là bị hụt giá, nó khá là xuống giá, nhìn nó hơi rẻ tiền một chút, em thấy thế. Thế thì em lại hơi bị nhầm rồi em ạ. Đầu tiên ấy, nếu mà để nói về sự bền bỉ thì iPhone XS Max chắc chắn là một thiết bị bền bỉ hơn chiếc iPhone 11 cực kỳ nhiều. Thứ nhất là khung viền thép của nó rất là chắc chắn. Anh đã từng làm rơi con iPhone XS Max của anh ở độ cao khoảng 1m xuống đất và nó không hề có một hiện tượng gì xảy ra, mặc dù anh không sử dụng ốp cũng như là giá màn hình. Ghê chưa? Điều mà khi mà anh sử dụng chiếc iPhone 11, anh đã làm móc cạnh của nó và cảm thấy là hơi đau thận. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì con iPhone 11 này, do nó sở hữu phần khung được làm bằng nhôm, thế nên là thứ nhất, cầm máy nó rất là nhẹ. Nó không có cái cảm giác mà nó giống như kiểu cầm con iPhone XS Max. Cầm con iPhone XS Max cảm giác nó rất là nặng. Và chính rất nhiều người dùng đã cảm giác rằng cầm cái con máy này nó khi mà nó rơi xuống cái sức sát thương rất là cao. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo như em thấy cái khả năng hoàn thiện ở cái phần viền thép này nó không được tốt lắm. Nó khá là dễ xảy ra hiện tượng là bị xước trong quá trình sử dụng. Lại một lần nữa nói đến xước, nó lại sẽ làm giảm mất cái giá thành của chiếc máy khi mà chúng ta bán đi. Xu hướng của người Việt Nam mà anh, bây giờ dùng mà cảm thấy vẫn còn ngon thì bán đi, nó vẫn có giá, nhưng mà nếu như mà nó mất vẻ thẩm mỹ đi thì nó khá xuống giá đấy. Để anh nói cho em nghe này. Để mỹ nói cho mà nghe. Còn iPhone XS Max của anh ấy là màu trắng. Và thưa các bạn, là những cái chiếc máy sử dụng khung viền bằng thép ấy, tuy là nó có thể dễ xước, tuy là nó có thể bị khá nhiều tổn thương do những cái vật sắc nhọn nó cà vào nó sẽ xước ra nhiều, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đánh bóng lại cái khung viền này một cách cực kỳ dễ dàng, chỉ bằng một vài công cụ cơ khí nhỏ. Và nó hoàn toàn không thể làm giảm đi cái giá trị của chiếc điện thoại của mình. Cái điều thứ hai ấy, là cái viền bảo vệ của chiếc camera trên chiếc iPhone XS Max này là bằng thép. Và nó không hề bị chắp sơn khi mà chúng ta sử dụng. Còn trên những chiếc iPhone như là iPhone 11 hay là iPhone XR, cái viền bảo vệ của nó là viền kim loại sơn và sơn mạ. Thì nó rất dễ bị cái hiện tượng là chóc sơn ở trên viền camera. Không những thế thì cái viền nhôm ấy, nổi tiếng của Apple hiện tại ấy, là nó rất dễ bị oxy hóa và xảy ra những cái hiện tượng như là lở loét. Bản thân anh đã từng sử dụng một chiếc iPhone 11 màu đen và nó đã bị hiện tượng chóc sơn. May là anh có thể sử dụng những cái chiếc bút dạ để có thể gọi là chống cháy được cho chiếc iPhone đó của anh. Tuy nhiên ấy, với những cái phiên bản màu sắc khác ấy, thì chúng ta không thể nào mà dùng bút dạ để có thể che lấp đi cái sự xấu xí của nó khi mà nó bị chóc sơn em ạ. Thứ nhất ý, thì nếu như mà anh cảm thấy rằng nó là một chiếc máy mà nó khá là dễ bị chóc sơn ấy, đấy là ở thời điểm hiện tại ý, chúng ta đã có rất nhiều cái công nghệ bảo vệ, là không nhất thiết phải gọi là đeo ốp lưng mà chúng ta dán PPF cho máy cũng được, máy vẫn sẽ đảm bảo một mức độ bền nhất định và hạn chế được cái hiện tượng chóc sơn ở trên iPhone 11 đấy. Còn nếu như mà xét về cái khoản mà màu sắc các thứ thì dán PPF nó vẫn giữ được màu sắc mà nhân tiện là đến màu sắc nhớ, thì iPhone 11 là một trong những chiếc máy mà có nhiều màu sắc hơn rất nhiều so với iPhone XS Max đấy. Nếu như mà anh lưu ý một điều là như vậy chứ, tại vì cơ bản ấy, giới trẻ bây giờ người ta ngoài sở hữu một chiếc máy mà có những cái thông số tốt thì người ta còn cần có một chiếc máy mà thứ nhất ấy là nó có nhiều màu sắc để cho cầm đi ra đường nó trẻ trung, và cái thứ hai ấy đấy là nhìn nó vẫn nhận dạng được cái thương hiệu, thì cơ bản con iPhone 11 nó đáp ứng tốt quá. Theo anh thì anh lại quan điểm khác. Thường thường người ta mua iPhone là người ta hướng đến một thiết bị cao cấp, hướng đến trải nghiệm của một thiết bị cao cấp và sang trọng. iPhone từ trước đến nay được coi như là một món đồ trang sức của những cái người muốn thể hiện cái sự giàu có của mình. Mình là một người thì thiết kế cũng như là màu sắc của chiếc iPhone XS Max thực sự vẫn rất là đẹp và nó mang đến một sự tinh tế, đơn giản và cao cấp.
sang trọng khi mà cái màu trắng này. Các bạn nhìn màu trắng ở trên những chiếc iPhone 11 xem, thực sự là các bạn có chấp nhận được không khi mà một cái thiết bị mà có mức giá chính hãng khoảng hơn 20 triệu mà cái màu sắc nhìn nó rẻ tiền đến như vậy. Không những thế thì có một số màu sắc nhìn tuy là trẻ trung thật, nhưng mà cái mức giá của nó đưa ra ấy, có hiếm những người trẻ như chúng ta ấy có thể sở hữu được những chiếc này. Mình không nói đến những bạn mà break it. Tiền hoặc là những bạn đã đi làm rồi, nói những bạn học sinh sinh viên đi, hướng đến người trẻ, những cái mức giá không dành cho người trẻ thì có thực sự là tốt không? Ngoài ra ấy, thì rõ ràng là khi mà một cô em trông rất xinh tươi, đồ vui bên khóm hoa, gió lay lay cánh bướm xa, lòng giả không quá màu mè đó. Nếu hơn thế nữa ấy, thì em nói trọng lượng của chiếc máy này nó nặng đúng, nhưng mà nó chỉ nặng hơn chiếc iPhone 11 này khoảng 20 gram mà thôi. Một cái mức trọng lượng mà không đáng kể một chút nào. Hơn thế nữa thì chiếc iPhone X Max này có thể mỏng hơn chiếc iPhone 11. Và với cái kích thước lớn cũng như là cái viền mỏng ấy sẽ giúp cho chúng ta cầm nắm nó chắc chắn hơn, nó không bị kiểu là hụt tay mà kiểu cầm một chiếc điện thoại nó bị cục mịch quá. Thì mình nghĩ chiếc máy này ấy, chiếc máy có thiết kế đẹp hơn so với chiếc iPhone 11. Đừng lại ngay. Anh đang nói như thế thì lại nảy sinh ra tiếp một cái vấn đề nữa. Mỏng, viền thép khá trơn. Đấy, mà như thế lại còn khó với. Nếu như mà chúng ta sử dụng trong một vài cái trường hợp bất tiện ấy, thì anh có nhận ra điều gì không? Dễ rơi. Đúng không? Thì cơ bản ấy, cái kích thước màn hình ở thời điểm hiện tại người dùng trải nghiệm thì nó tầm 6,1 đến 6,3 inch là đủ rồi. Không nhất thiết phải đến 6,5 inch như kiểu trên X Max. Như vậy em thấy là 11 là quá đủ dùng. Đó, đúng không? Đấy, thế nên là cái này mình nghĩ rằng iPhone 11 vẫn sẽ có một chút nhỉnh hơn so với iPhone X Max. Đấy. Nhân tiện nói về phần màn hình luôn ấy, thì nếu như mà người ta có xu hướng sử dụng màn hình nhỏ hơn ấy, tại sao Apple phải nâng cấp lên cái kích thước màn hình 6,7 inch trên những cái chiếc iPhone 12 sắp ra mắt, đúng không nào? Ngoài ra ấy, thì màn hình của XS Max đến thời điểm hiện tại vẫn rất rất là đẹp. Dù Apple có quảng cáo cái công nghệ màn hình rời Phật gì trên nữa, thì trên những chiếc điện thoại chạy màn hình LCD ấy, nó vẫn không có một cái màn hình đẹp như là những chiếc điện thoại chạy màn hình OLED như thế này. Các bạn có thể để hai chiếc máy cạnh nhau xem các bạn thấy sự khác biệt. Ngoài ra ấy, thì cái kích thước màn hình lớn là một chuyện, nhưng mà tuy là lớn hơn thật ấy, thì kích thước của chiếc máy này nó cũng không lớn hơn so với chiếc iPhone 11, bởi vì viền màn hình của nó rất là mỏng và nó sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm với thị giác ấy nó tốt hơn. Không những thế nữa ấy, chiếc điện thoại này lại còn sử dụng một màn hình HD cộng 22 triệu hoặc là 15 triệu rưỡi cho hàng cũ mà sử dụng một chiếc máy có màn hình HD cộng, các bạn có chấp nhận được không? Mình cảm thấy không thể nào chấp nhận được, thật sự là như vậy. Nói đến HD cộng mới nhớ, nhưng mà trong cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì màn HD cộng thì vẫn tốt. Cái khả năng hoàn thiện cái màn hình ở trên các thiết bị của Apple thì trước đến nay không có quá nhiều thứ để mà chê. Thế nên là nếu như mà anh em lo lắng rằng iPhone 11 nó quá dỗ thì yên tâm, trong cái góc nhìn hàng ngày chúng ta, máy vẫn sẽ đáp ứng khá tốt. Đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là màn hình LCD cũng phát huy được những cái điểm riêng của nó, ví dụ như là độ sáng cao. Một trong những cái điểm mạnh của màn LCD giúp cho trong cái quá trình sử dụng ngoài trời mình cảm thấy nó đỡ hơn khá khá đấy. Đó. Em lại nhầm thế nào ấy, độ sáng cao là điểm mạnh của màn hình AMOLED. Và đặc biệt là những chiếc màn hình ở trên những chiếc XS Max này được sản xuất bởi Samsung, một trong những hãng nổi tiếng trong những việc sản xuất những chiếc màn hình OLED cũng như là AMOLED, giúp cho cái khả năng hiển thị của những tấm nền này ấy, ở ngoài nắng là không thành vấn đề luôn. Và độ sáng cao đi kèm với lại một chất lượng hiển thị tốt, nó sẽ cho chúng ta trải nghiệm tốt hơn về mặt nhìn. Bởi vì cái đầu tiên chúng ta nhìn vào một chiếc smartphone không phải là cấu hình của nó, cũng không phải là thời lượng pin, không phải là camera, mà chúng ta nhìn vào là chính chiếc màn hình này. Và tất nhiên là một cái trải nghiệm trên màn hình đẹp hơn giúp chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh này, xem phim này, xem video này một cách thoải mái và thích mắt hơn rất nhiều. Bởi vì bản thân mình đã sử dụng cả hai điện thoại và mình cảm thấy trên chiếc iPhone 11 mình cực kỳ khó chịu với cái màn hình độ phân giải thấp của nó. Thật sự là như vậy. Có một cái vấn đề lại nảy sinh ra nữa, đấy là sử dụng màn AMOLED không nói, nhưng mà độ phân giải lại là một trong những cái mà giúp cho iPhone 11 này có thời lượng sử dụng tốt hơn rất nhiều so với iPhone X Max. Tại sao lại như vậy nhá? Chỉ phải gánh một màn hình HD cộng nhưng mà máy lại có một dung lượng pin châu bò là 3110 mAh. Chính vì vậy thế nên iPhone 11 sẽ đáp ứng cho chúng ta một cái thời gian sử dụng nó tốt, mà thậm chí là trong một số trường hợp nó sẽ tốt hơn so với iPhone X Max. Mặc dù ấy là iPhone X Max vốn nổi tiếng là một trong những thiết bị rất là trâu, tại vì có thời lượng pin rất là trâu ấy, vì nó thừa hưởng được những cái tinh hoa của dòng Plus ngày trước.
Nhưng mà ở trên iPhone 11 em đã thay đổi cái suy nghĩ rồi đấy. Thực ra nói về pin thì mình cũng đã sử dụng cả hai chiếc điện thoại này. Và với dung lượng pin lớn hơn ấy thì cái thời lượng sử dụng của chúng ta ấy không bị chênh lệch quá nhiều so với hai chiếc điện thoại này đâu. Ngoài ra ấy, thì theo mình được biết chiếc iPhone XR và chiếc iPhone 11 xuống pin cực kỳ nhanh luôn. Cùng thời điểm mình mua chiếc điện thoại iPhone XS Max của mình thì người yêu của mình cũng đang sử dụng một chiếc iPhone 11. Và khi mà sử dụng cái cường độ như nhau, chỉ sử dụng cơ bản, lướt web này, xem phim này, xem YouTube này, nhắn tin này và video call cho nhau ấy, thì mình nhận ra một điều rằng chiếc iPhone 11 có cái độ chai pin là cực kỳ nhanh luôn. Mình không nói đấy là chất lượng pin trên những chiếc iPhone 11 kém, mà mình nghĩ nó do một cái số lỗi gì đó khiến cho cái thời lượng pin của iPhone 11 không được tốt như kỳ vọng. Khi sử dụng về lâu về dài ấy, thì pin trên những chiếc điện thoại iPhone XS Max sẽ bền hơn rất là nhiều. Thứ hai thì nói đến cái khoản đấy là sử dụng pin nó xuống nhanh hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố ảnh hưởng nhất đến chai pin ấy, đó chính là về nhiệt độ. Nhiệt độ chính là một trong những kẻ thù lớn nhất ở trên những chiếc smartphone. Thế nên là chúng ta không thể nào xét dựa trên hai yếu tố và hai môi trường khác nhau ở trên cái đấy được. Đây đúng không? Thế nên là về cơ bản thì theo những cái con số thống kê ở trong cùng cái điều kiện, cùng một điều kiện, thì iPhone 11 vẫn sẽ là kẻ chiến thắng. Đấy. Thế nên là chúng ta không thể nào đặt hai cái trường hợp như thế được. Nó hơi không công bằng một phần là như vậy đấy. Ngoài ra thì có một trong những điểm mà mình cũng phải cần lưu ý, đấy là iPhone 11 sẽ có sạc nhanh 18W. Mặc dù nó không đáng kể so với 15W đâu, nhưng mà nó vẫn là một con số tốt hơn, và nó đem đến cho chúng ta một tốc độ sạc nhanh hơn đôi chút đấy. Đấy, đúng không? Thế nên là nếu như mà xét về khoảng thời lượng sử dụng là cái thứ nhất, và cái thứ hai là pin, thì iPhone 11 chắc chắn giành chiến thắng. Ngoài ra ấy, thì iPhone 11 là một trong những chiếc máy mà em nhìn theo phương diện là một trong những chiếc smartphone hỗ trợ chơi game cực kỳ tốt. Nguyên nhân tại sao á? Đấy là bởi vì máy vẫn sẽ đáp ứng cho chúng ta một mức hiệu năng vô cùng gọi là khủng bố luôn ý, vô cùng vô đối ở trong tầm giá luôn. Khi mà máy được trang bị con chip Apple A13 Bionic, đến thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá mạnh nhất. Đấy, tại vì iPhone 12 đã ra đâu. Mà nếu iPhone 12 có ra thì mức hiệu năng đấy nó cũng chỉ cải thiện khoảng 20-30% thôi. Thế nên là sở hữu chiếc iPhone 11 ở trong cái thời điểm mà 1 cho đến 2 năm tới, nó là một trong những cái mà được nhiều người dùng hướng tới hơn so với con chip ở trên iPhone XS Max. Đó. Anh thì lại nghĩ khác. Đúng. Tuy là chiếc iPhone 11 này chạy chip Apple A13 Bionic năng mạnh hơn, nhưng mà cái mạnh hơn đấy nó không thực sự là quá nhiều. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 15% thôi. Đó là về GPU, mình không nói về CPU, tại vì CPU nó chỉ đảm nhận cái vai trò là load game thôi, load ứng dụng thôi. Và khi các bạn chơi game thì GPU mới là chính là cái trái tim của cái hiệu năng. Thì rõ ràng là hiệu năng nó không chênh lệch quá nhiều, thì chúng ta vẫn thể sử dụng những cái chiếc iPhone XS Max này để chơi game được. Không những thế, chúng ta có một màn hình lớn hơn thì chơi game sẽ đã hơn. Và cái viền màn hình mỏng dẫn đến việc là khi mà chơi game ấy, bị khuyết cái một phần tay thỏ, thì mình cũng không cảm thấy khó chịu như là trên những chiếc iPhone 11. Bản thân mình đã từng trải nghiệm và mình đánh giá cái màn hình này nó sẽ giúp cho chúng ta chơi game tốt hơn đấy. Và nó sẽ bù được cái phần hiệu năng thua kém hơn, không quá nhiều. Anh nói thế là khác gì anh tự bóp anh đâu. Vì cơ bản ấy, anh vừa mới phê bình con iPhone 11 có màn hình dày, viền màn hình dày. Nhưng mà cái viền màn hình dày nó lại có một trong những cái ưu thế nhất định cho những cái ông nào mà có ngón tay to ở nhà, ít ra thì còn tì được một phần ở đấy. Chứ còn viền màn hình mỏng rất dễ bấm nhầm. Em sử dụng nghe con, trước em sử dụng con iPhone X và đây là một ký ức buồn rồi. Nhưng mà về cơ bản thì khi mà sử dụng con đấy để chơi game, cái viền màn hình nó mỏng quá, thế nên là khá là dễ bị bấm nhầm. Tại vì cơ bản tay em là một thằng tay to. Đấy, thế nên đây em vẫn giữ quan điểm là một chiếc smartphone hỗ trợ chơi game thực thụ luôn. Và nếu như mà xét về GPU không thì không nói, CPU cũng là một trong những cái đáng phải nói ở trên iPhone 11. Bởi vì cơ bản máy vẫn sẽ gánh được những cái tác vụ mà được cho là mạnh mẽ, những cái tác vụ khá nặng ở thời điểm hiện tại. Và một trong những cái tác vụ đấy là quay phim và chụp ảnh. Nếu như mà quay phim chụp ảnh liên tục thì nó hơi ngốn đúng không? Ai cũng phải công nhận điều đấy mà. Thì về cơ bản con iPhone 11 này, nếu như mà xét về mặt camera ấy, thì máy sẽ có hai ống kính cũng tương tự như XS Max thôi. Tuy nhiên thì chắc hẳn là anh cũng nhận ra là cái điểm khác biệt là cái gì rồi đúng không? Ống kính góc siêu rộng như cần cái gì nữa. Ui giời, nghe thấy thèm khát nhỉ, ui nhìn mặt xót thế, ui giời ơi. Thì cơ bản ấy, thì đây sẽ là một trong những cái mà giúp ích rất tốt cho những cái anh em nào mà muốn chụp ảnh phong cảnh hay chụp ảnh đông người, ưu thế đấy, đúng không? Đấy, thế còn nếu như mà camera anh có gì để nói nào? Đấy, đúng không? Anh có gì để nói? Thực ra ấy, cái việc mà
quay phim chụp ảnh ấy thì mình cũng không sử dụng những chiếc điện thoại này nhiều, nên là mình cũng cảm thấy bình thường à, tại vì mình toàn dùng máy ảnh thôi. Ngoài ra ấy thì trên iPhone 11 nó có cái tính năng là quay video xóa phông. Quay phim sử dụng nhiều thuật toán như vậy, AI hoạt động nhiều như vậy thì chiếc máy chúng ta nó mới rất là nhanh và sẽ cảm thấy rất là khó chịu đấy. Còn mình thì cảm thấy bình thường, vẫn là đủ dùng, camera vẫn rất là tốt ở thời hiện tại. Đấy là anh xét dựa trên những cái nhu cầu mà chữa cháy của anh thôi, tại vì cơ bản lúc anh cầm anh giơ máy lên, chứ còn những cái ông nào mà không có điều kiện ấy, những cái ông mà vẫn muốn chụp ảnh ở trên smartphone thì cơ bản là con 11 này ngon hơn rồi đúng không? Đã có iPhone này em mới bảo là không có đủ điều kiện. Như em ấy, cố gắng đúc tiền của anh. Xong rồi có tiền mua máy đâu. Xong rồi bị trẻ mực màn hình. Thế xong rồi nếu như mà xét về camera selfie ấy, thì iPhone 11 lại còn có thông số tốt hơn so với XS Max đó. Còn về khả năng quay phim ấy, thì ôi rồi ôi, XS Max tới là XS Max làm sao thắng được iPhone 11, khi mà chúng ta sẽ có khả năng quay phim 4K và cái khả năng quay phim này nó còn thông minh được một cái ấy. Đấy là khi mà chúng ta giơ cái màn hình ra, chúng ta đặt ngang ra thì nó sẽ phóng to cái đấy ra đấy, để cho chúng ta có thể có được những cái thước phim mà nó gần giống như kiểu cinematic ấy. Đấy kiểu đấy, nhìn nó thích mắt hơn, nó hỗ trợ rất tốt cho những YouTuber hay vlogger. Thế nên đây là một trong những sự lựa chọn mà hỗ trợ chụp ảnh tốt mà không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Nó thay thế được một phần ở đấy so với máy ảnh. Đấy, đúng không? Vâng, vậy là mình cùng với Linh đã bàn luận về hai chiếc điện thoại này. Theo như mình thấy ấy, thì iPhone XS Max có những cái điểm mạnh như là thiết kế đẹp này, màn hình lớn và có cái độ phân giải màn hình tốt hơn so với iPhone 11. Ngoài ra, về màn hình của nó cũng rất là mỏng. Không những thế thì hiệu năng, pin cũng như là camera vẫn đủ dùng cho các bạn ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là với những người muốn sở hữu cho mình một chiếc điện thoại nhìn nó sang trọng, nhìn nó đẳng cấp với những màu sắc nó phải gọi là hoàn hảo, thì các bạn có thể chọn chiếc iPhone XS Max và không cần phải nâng cấp lên những chiếc điện thoại như là iPhone 11 Pro Max làm gì cả. Nếu như mà anh em nào cần một chiếc máy mà có hiệu năng trên giá thành tốt hơn nhiều so với iPhone XS Max là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thời lượng sử dụng nó trâu bò hơn. Thứ ba, thiết kế nó vừa nhỏ gọn, nó dễ cầm nắm trong khi máy nó nhẹ hơn nhiều so với iPhone XS Max ấy. Thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng mua hơn dành cho anh em. À mà chưa kể cái việc con này nhiều màu hơn ấy. Đấy, lợi thế đấy. Thế còn anh em đánh giá sao về hai chiếc máy này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và nhớ subscribe giúp chúng mình. Mà ai đến số hôm nay mới được gọi là nở mày nở mặt tí, số trước thua sấp mặt rồi. Thế còn bây giờ thì thôi, chào nhá. Chúng tôi bye. Nghỉ đây. Nghỉ thôi em ơi. Nghỉ thôi.